Cô chào các em, cô tên là Đặng Thị Mai, giáo viên trường trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Nam Định. Hôm nay, cô rất vui khi được đồng hành cùng với các em trong chương trình ôn tập môn địa lý lớp 9. Chuyên đề ôn tập của chúng ta ngày hôm nay là chuyên đề ngành kinh tế Việt Nam, gồm có 4 nội dung. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ngành nông, lâm, ngư nghiệp, ngành công nghiệp và ngành dịch vụ. Với mỗi nội dung này, chúng ta sẽ lần lượt đi hệ thống những kiến thức cơ bản từ đó vận dụng trả lời các câu hỏi trắc nghiệm để củng cố kiến thức. Chúng ta đi vào nội dung thứ nhất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế là nét đặc trưng của quá trình đổi mới thể hiện ở ba mặt chủ yếu. Chuyển dịch cơ cấu ngành, chuyển dịch cơ cấu thành phần và chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ. Về chuyển dịch cơ cấu ngành, ngành nông, lâm, ngư nghiệp có xu hướng giảm tỷ trọng giá trị GDP ngành công nghiệp xây dựng có xu hướng tăng tỷ trọng giá trị GDP. Ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng giá trị GDP khá cao nhưng chưa ổn định. Từ đó ta thấy cơ cấu ngành kinh tế của nước ta đang chuyển dịch theo hướng tích cực từ nông, lâm, ngư nghiệp sang công nghiệp xây dựng và dịch vụ. Tuy nhiên tốc độ chuyển dịch còn chậm. Về chuyển dịch cơ cấu thành phần, từ nền kinh tế chủ yếu là thành phần nhà nước và tập thể sang nền kinh tế nhiều thành phần về chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ trong nông nghiệp nước ta hình thành các vùng chuyên canh nông nghiệp như vùng chuyên canh cây công nghiệp vùng chuyên canh về sản xuất lương thực thực phẩm trong công nghiệp và dịch vụ nước ta hình thành các lãnh thổ tập trung công nghiệp dịch vụ như các khu công nghiệp khu chế xuất hình thành nên bảy vùng kinh tế là vùng trung du miền núi bắc bộ vùng đồng bằng sông hồng vùng bắc trung bộ vùng duyên hải nam trung bộ vùng tây nguyên vùng Đông Nam Bộ và vùng đồng bằng sông Kiểu Long và hình thành nên 3 vùng kinh tế trọng điểm, vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Để củng cố cho phần kiến thức vừa tóm tắt, chúng ta sẽ trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm. Đối với vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế thì đề bài thường tập trung vào hai vấn đề lớn. Vấn đề thứ nhất là xu hướng chuyển dịch các ngành kinh tế, các thành phần kinh tế. Vấn đề thứ hai, đọc bản đồ các vùng kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm của nước ta. Câu 1. Hiện nay trong cơ cấu ngành kinh tế nước ta, tỷ trọng giá trị GDP của khu vực công nghiệp xây dựng đang có xu hướng A. giảm nhanh tỷ trọng. B. tăng nhanh tỷ trọng. C. chiếm tỷ trọng khá cao nhưng chưa ổn định. D. biến động mạnh. Với câu hỏi này, cô tin chắc rằng các em sẽ dễ dàng tìm ra được câu trả lời, đó là phương án B tăng nhanh tỉ trọng. Còn phương án A giảm nhanh tỉ trọng, đây là đặc điểm của ngành nông, lâm, ngư nghiệp. Phương án C chiếm tỉ trọng khá cao nhưng chưa ổn định là đặc điểm của ngành dịch vụ. Câu 2. Theo Atlas địa lý Việt Nam trang 17, vùng kinh tế duy nhất của nước ta không giáp biển là A Trung du miền núi Bắc Bộ, B Bắc Trung Bộ. C. Duyên Hải, Nam Trung Bộ D. Tây Nguyên Quan sát vào Atlas trang 17 Chúng ta có thể thấy nước ta có đường bờ biển kéo dài Đi qua rất nhiều vùng kinh tế Chỉ có vùng duy nhất không giáp biển Đó là vùng Tây Nguyên Như vậy câu này chúng ta chọn đáp án D Tiếp tục chúng ta chuyển sang nội dung thứ hai Là tìm hiểu về các ngành kinh tế Để việc ôn tập phần này được hiệu quả Cô hướng dẫn các em cấu trúc khi tìm hiểu về một ngành kinh tế, chúng ta cần phải tìm hiểu ba vấn đề sau. Thứ nhất, vai trò, thứ hai, điều kiện phát triển và thứ ba là sự phát triển và phân bố. Về điều kiện phát triển, chúng ta phải phân tích ở hai nhóm điều kiện đó là điều kiện tự nhiên và điều kiện kinh tế xã hội. Về sự phát triển thì đầu tiên chúng ta phải trình bày về tình hình phát triển và phân bố chung sau đó chúng ta sẽ trình bày về tình hình phát triển của các phân ngành trong mỗi ngành kinh tế. Chúng ta đi vào tìm hiểu ngành kinh tế thứ nhất đó là ngành nông, lâm, ngư nghiệp. Ngành nông lâm ngư nghiệp gồm 3 phân ngành chính: nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản. Trước hết chúng ta sẽ đi tìm hiểu về ngành nông nghiệp. Về điều kiện phát triển của ngành nông nghiệp, điều kiện tự nhiên đối với vấn đề này chúng ta cần phải phân tích được cho cô những thuận lợi và khó khăn của từng điều kiện tự nhiên đối với sự phát triển và phân bố nông nghiệp. Về tài nguyên đất, đất của nước ta có đặc điểm là đa dạng, có hai nhóm đất chính. Đất ferrit chiếm khoảng 16 triệu hecta tập trung chủ yếu ở miền núi và Trung Du. Nhóm đất này thích hợp với các cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả đất phù sa chiếm khoảng 3 triệu hecta tập trung chủ yếu ở đồng bằng, thích hợp với các cây lúa nước, cây ngắn ngày. Về khó khăn, đất ferit dễ bị sói mòn, rửa trôi, gây khó khăn cho quá trình canh tác. Đất phù sa bị thoái hóa bạc màu. Diện tích đất nông nghiệp đang có xu hướng giảm do quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa và nhu cầu sử dụng đất cho nhà ở ngày càng tăng. Về tài nguyên khí hậu, Khí hậu của nước ta có đặc điểm nhiệt đới ẩm gió mùa. Đặc điểm này tạo điều kiện để chúng ta phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới hướng ra xuất khẩu. Khí hậu phân hóa đa dạng theo độ cao, theo bắc nam và theo mùa. Đặc điểm này tạo thuận lợi để nước ta đa dạng hóa cơ cấu cây trồng vật nuôi. Bên cạnh các cây trồng nhiệt đới thì chúng ta có thể trồng các cây có nguồn gốc cận nhiệt như cây chè, cây rau ưa lạnh, Bên cạnh những thuận lợi đó thì khí hậu cũng gây cho nước ta nhiều khó khăn đối với sản xuất nông nghiệp. Thứ nhất, đặc điểm khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa cũng tạo điều kiện cho sâu dịch bệnh phát triển mạnh, phá hoại mùa màng. Có nhiều thiên tai như bão, gió tây khô nóng, rét đậm, rét hại, sương muối, băng giá ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố của ngành nông nghiệp. Về tài nguyên nước, nước ta có hệ thống sông ngòi, ao hồ, kênh rạch dày đặc đây là nguồn cung cấp nước tưới dồi dào cho cây trồng. Nguồn nước ngầm phong phú, đây là nguồn nước tưới quan trọng nhất là vào mùa khô ở các vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Về khó khăn, lượng nước phân bố không đều theo thời gian gây ra các hiện tượng lũ lụt, hạn hán. Tài nguyên sinh vật sinh vật của nước ta phong phú là cơ sở để thuần dưỡng tạo nên các giống cây trồng vật nuôi thích nghi với điều kiện sinh thái của địa phương, nhưng chất lượng giống nội địa thường chưa cao. Về điều kiện kinh tế xã hội, về dân cư lao động, nguồn lao động trong ngành nông nghiệp chiếm tỷ lệ cao, người lao động có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp. Về cơ sở vật chất kỹ thuật, cơ sở vật chất kỹ thuật của nước ta ngày càng hoàn thiện Đối với nhân tố này, các em cần phải chú ý đến vai trò quan trọng của các cơ sở chế biến. Về chính sách, nước ta có nhiều chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp. Về thị trường, cả thị trường trong và ngoài nước đều ngày càng được mở rộng. Như vậy, sau khi phân tích ảnh hưởng của các điều kiện tự nhiên và điều kiện kinh tế xã hội đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp, các em có thể rút ra được kết luận: điều kiện tự nhiên tạo tiền đề cho sự phát triển và phân bố nông nghiệp, còn điều kiện kinh tế xã hội nó quyết định tạo nên những thành tựu to lớn trong nông nghiệp. Về sự phát triển và phân bố nông nghiệp, ngành nông nghiệp của nước ta được chia thành hai nhóm ngành là trồng trọt và chăn nuôi. Về ngành trồng trọt, tình hình phát triển chung của ngành trồng trọt, quan sát vào bản đồ chăn nuôi của atlas trang 19. Từ biểu đồ giá trị sản xuất ngành chăn nuôi trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp, chúng ta thấy ngành trồng trọt chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp 73,9% năm 2007 nhưng đang có xu hướng giảm. Về xu hướng chuyển dịch, các em quan sát vào biểu đồ giá trị sản xuất cây công nghiệp và giá trị sản xuất cây lương thực trong tổng giá trị sản xuất ngành trồng trọt. Chúng ta thấy cây lương thực đang có xu hướng giảm tỷ trọng giá trị sản xuất. Cây công nghiệp đang có xu hướng tăng tỷ trọng giá trị sản xuất. Từ đó ta thấy nước ta đang phá thế độc canh của cây lúa, đa dạng hóa cây trồng. Về các nhóm cây trồng, nước ta có 3 nhóm cây trồng chính, cây lương thực, cây công nghiệp cây ăn quả, rau đậu và các cây khác. Cô lưu ý với các em khi tìm hiểu về cây trồng, các em cần phải chú ý tới bốn nội dung sau: vai trò, cơ cấu, sự phát triển và tình hình phân bố. Về cây lương thực, đây là cây trồng chủ đạo của nước ta, có vai trò cung cấp lương thực cho con người, cung cấp thức ăn cho chăn nuôi, cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta thu ngoại tệ về cơ cấu cây lương thực của nước ta khá đa dạng gồm cây lúa và cây hoa màu trong đó lúa là cây lương thực chính về sự phát triển diện tích trồng lúa biến đồng nhẹ nhưng sản lượng và năng suất lúa tăng nhanh về sự phân bố cây lúa phân bố rộng khắp cả nước trong đó hai vùng trọng điểm lúa lớn nhất nước ta là đồng bằng sông kiều long và đồng bằng sông hồng về cây công nghiệp cây công nghiệp có vai trò cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến là mặt hàng xuất khẩu chủ lực phá thế độc canh của cây lúa tận dụng tài nguyên như đất khí hậu góp phần bảo vệ môi trường về cơ cấu cây công nghiệp được chia thành hai nhóm cây cây công nghiệp hàng năm gồm các cây lạc mía đậu tương thuốc lá bông cây công nghiệp lâu năm gồm các cây cà phê cao su hồ tiêu điều và chè về sự phát triển cây công nghiệp. Quan sát vào biểu đồ diện tích cây công nghiệp qua các năm ta thấy được diện tích cây công nghiệp lâu năm tăng nhanh và liên tục. Diện tích cây công nghiệp hàng năm có sự biến động. Về sự phân bố cây công nghiệp, quan sát vào bản đồ cây công nghiệp ở Atlas trang 19, chúng ta có thể xác định các vùng trồng chủ yếu của các cây công nghiệp Ví dụ, cây chè được trồng chủ yếu ở vùng Trung du miền núi Bắc Bộ và trên các cao nguyên cao của vùng Tây Nguyên. Cây cà phê thì được trồng chủ yếu ở vùng Tây Nguyên và vùng Đông Nam Bộ. Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể kể tên ra các cây công nghiệp theo vùng. Ví dụ như các cây công nghiệp của vùng Tây Nguyên thì có cà phê, cao su, hồ tiêu, điều và chè. Từ đó chúng ta thấy ba vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất của nước ta là Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và Trung du miền núi Bắc Bộ. Tương tự như vậy, về nhà các em có thể tự hệ thống kiến thức về nhóm cây trồng còn lại của nước ta là cây ăn quả, rau đậu và các cây khác. Chúng ta chuyển sang ngành chăn nuôi xu hướng phát triển của ngành chăn nuôi, quan sát và biểu đồ giá trị sản xuất ngành chăn nuôi trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp. Các em thấy ngành chăn nuôi mặc dù đang chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp 24,4% năm 2007 nhưng đang có xu hướng tăng. Nước ta đang đẩy mạnh chăn nuôi theo hình thức công nghiệp. Về các vật nuôi, nước ta có bốn vật nuôi chính là trâu, bò, lợn và gia cầm. Về đàn trâu, Châu được nuôi chủ yếu để lấy sức kéo hiện nay số lượng đàn châu đang có xu hướng giảm nhẹ châu được nuôi nhiều nhất ở vùng trung du miền núi bắc bộ và bắc trung bộ về đàn bò bò được nuôi chủ yếu để lấy thịt sữa và sức kéo số lượng đàn bò đang có xu hướng tăng bò được nuôi nhiều nhất ở vùng duyên hải nam trung bộ hiện nay bò được phát triển ở ven các thành phố lớn là chăn nuôi bò sữa về đàn lợn lợn được nuôi chủ yếu để lấy thịt. Số lượng đàn lợn có xu hướng tăng nhanh. Lợn được nuôi nhiều ở vùng đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long. Về đàn gia cầm, gia cầm được nuôi chủ yếu để lấy thịt, trứng. Hiện nay số lượng đàn gia cầm tăng nhanh nhất và gia cầm được nuôi nhiều ở các vùng đồng bằng. Thứ hai, chúng ta chuyển sang ngành lâm nghiệp đối với ngành lâm nghiệp các em cần phải nắm cho cô hai nội dung cơ bản sau thứ nhất là tài nguyên rừng đây là điều kiện căn bản nhất để phát triển ngành lâm nghiệp thứ hai là tình hình phát triển và phân bố của ngành lâm nghiệp về tài nguyên rừng nước ta là một nước giàu rừng tuy nhiên rừng đang bị cạn kiệt ở nhiều nơi chủ yếu là do hiện tượng chặt phá rừng bừa bãi về cơ cấu rừng của nước ta được chia thành ba loại rừng sản xuất rừng phòng hộ và rừng đặc dụng. Mỗi loại rừng này có một vai trò khác nhau. Rừng sản xuất có vai trò là cung cấp gỗ cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu. Rừng phòng hộ có vai trò phòng chống các thiên tai như rừng ngập mặn, rừng chắn cát, rừng đầu nguồn các con sông. Rừng đặc dụng như các vườn quốc gia, khu dự trữ sinh quyển. Về sự phát triển và phân bố của ngành lâm nghiệp, ngành lâm nghiệp gồm hai nhóm ngành là khai thác chế biến gỗ và trồng rừng. Hàng năm, nước ta khai thác khoảng 2,5 triệu mét khối gỗ ở rừng sản xuất, tập trung chủ yếu ở vùng Trung du và miền núi. Về trồng rừng, nước ta có chủ trương tăng độ che phủ rừng, chú trọng bảo vệ hai loại rừng đó là rừng phòng hộ và rừng đặc dụng, đẩy mạnh mô hình nông lâm kết hợp. Về ngành thủy sản, đầu tiên chúng ta cũng đi tìm hiểu về các điều kiện phát triển đối với ngành thủy sản mà ở đây cụ thể đó là các nguồn lợi thủy sản về mặt thuận lợi đối với khai thác vùng biển nước ta rộng ấm đường bờ biển dài nên nguồn hải sản phong phú cả về chữ lượng và số lượng dọc bờ biển có nhiều bãi cá bãi tôm các ngư trường trong đó có bốn ngư trường trọng điểm đó là ngư trường Hải Phòng Quảng Ninh ngư trường quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa, ngư trường Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa, Vũng Tàu và ngư trường Cà Mau, Kiên Giang. Đối với nuôi trồng, nước ta có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển thủy sản nuôi trồng ở cả ba môi trường nước ngọt, nước lợ và nước mặn. Về khó khăn, thiếu vốn, phương tiện khai thác thô sơ lạc hậu nên quy mô sản xuất còn nhỏ. Môi trường biển bị suy thoái, nguồn lợi hải sản bị suy giảm mạnh có nhiều thiên tai như bão, gió mùa đông bắc ảnh hưởng lớn đến sản xuất thủy sản. Về sự phát triển và phân bố của ngành thủy sản, với nội dung này chúng ta hoàn toàn có thể khai thác được trên atlas trang số 20. Ngành thủy sản được chia thành hai phân ngành khai thác và nuôi trồng. Đối với ngành khai thác quan sát và biểu đồ sản lượng thủy sản của cả nước qua các năm chúng ta thấy sản lượng thủy sản khai thác đang tăng nhanh và liên tục qua các năm chủ yếu do tăng số lượng tàu và công suất tàu các tỉnh dẫn đầu cả nước về sản lượng thủy sản khai thác là kiên giang cà mau và bà rịa vũng tàu về ngành nuôi trồng thủy sản sản lượng thủy sản nuôi trồng cũng tăng nhanh đặc biệt trong thời gian gần đây vì thế, nó đang dần chiếm ưu thế hơn so với ngành khai thác. Các tỉnh dẫn đầu cả nước về sản lượng thủy sản nuôi trồng là Cà Mau, An Giang và Đồng Tháp. Như vậy, chúng ta đã ôn tập xong các kiến thức của nội dung ngành nông lâm ngư nghiệp. Để củng cố kiến thức này, cô và các em sẽ đi trả lời một số câu hỏi trách nhiệm sau. Đối với ngành nông lâm ngư nghiệp thì các câu hỏi thường tập trung vào hai vấn đề sau. Vấn đề thứ nhất, xác định được những nhân tố cơ bản ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố nông nghiệp. Vấn đề thứ hai, đọc atlas để thấy được xu hướng phát triển, sự phân bố của các cây trồng, vật nuôi và giải thích. Câu 1. Nguyên nhân chủ yếu để vùng duyên hải Nam Trung Bộ phát triển mạnh ngành khai thác thủy sản là do a ở đây có nhiều cửa sông đổ ra biển b biển ở đây có nhiều bãi cá bãi tôm nhiều ngư trường lớn c nhà nước có nhiều chính sách đẩy mạnh khai thác vùng biển này d người dân ở đây thích dùng sản phẩm thủy sản đánh bắt tự nhiên với câu hỏi này, mặc dù chúng ta chưa ôn tập về vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, nhưng qua phần kiến thức chúng ta vừa tìm hiểu về ngành thủy sản thì có thể tìm ra được đáp án. Điều kiện thuận lợi để phát triển đối với ngành khai thác thủy sản đó là có nhiều bãi cá, bãi tôm và nhiều ngư trường lớn. Đáp án B. Câu 2. Theo Atlas Địa lý Việt Nam trang 19, lợn được nuôi nhiều nhất ở vùng A, trung du miền núi Bắc Bộ. B, đồng bằng sông Hồng. C. Duyên Hải Nam Trung Bộ. D. Đồng bằng sông Kiều Long. Các em có thể quan sát vào atlas trang 19 để xác định được vùng nuôi nhiều lợn nhất nước ta. Chúng ta dựa vào cột màu vàng thể hiện cho số lượng đàn lợn. Từ đó ta thấy được Đồng bằng sông Hồng là vùng có số lượng đàn lợn lớn nhất nước ta. Đáp án B. Câu 3, vùng đồng bằng sông Kiều Long chủ yếu là đất phù sa thích hợp nhất với việc trồng A. Cây lúa nước và cây công nghiệp lâu năm B. Cây lúa nước và nhiều loại cây ngắn ngày khác C. Cây ăn quả và cây công nghiệp lâu năm D. Cây công nghiệp lâu năm và trồng rừng Đối với câu hỏi này, mặc dù trên lớp các em chưa học về vùng đồng bằng sông Kiểu Long nhưng đề bài của chúng ta đã gợi ý ra một yếu tố đó là đồng bằng sông Kiểu Long có chủ yếu là đất phù sa mà đất phù sa như các em vừa học, nó thích hợp với các cây lúa nước và cây ngắn ngày. Như vậy, câu này của chúng ta sẽ là đáp án B. Câu 4. Một số cây công nghiệp lâu năm tiêu biểu của nước ta là A. cà phê, cao su, hồ tiêu. B. dâu tằm, thuốc lá, bông. C. cà phê, cao su, bông. D. cao su, hồ tiêu, thuốc lá. Từ những kiến thức chúng ta đã ôn tập ở trên, Chúng ta cũng có thể thấy ngay được đáp án của câu này, đó là A, cà phê, cao su và hồ tiêu. Câu 5. Theo Atlas địa lý Việt Nam trang 19, tỷ trọng giá trị sản xuất ngành chăn nuôi gia súc trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành chăn nuôi của nước ta giai đoạn 2000 đến 2007 có xu hướng A tăng, B giảm nhẹ, C giảm mạnh và D biến động. Các em quan sát và Atlas trang 19, bản đồ ngành chăn nuôi. Với câu hỏi này, chúng ta cần khai thác biểu đồ cơ cấu giá trị sản xuất ngành chăn nuôi qua các năm. Các em thấy ngành gia súc đang có tỷ trọng giá trị sản xuất có xu hướng tăng. Đáp án A. Như vậy, qua bài học ngày hôm nay, cô và các em đã ôn tập được hai nội dung chuyển dịch cơ cấu kinh tế và ngành nông, lâm, ngư nghiệp của chuyên đề ngành kinh tế Việt Nam. Tương tự với cấu trúc đã ôn tập, về nhà các em chuẩn bị nội dung ôn tập cho hai phần còn lại của chuyên đề. Để xem lại bài dạy và làm các bài tập củng cố của chuyên đề, các em có thể truy cập vào đường link Nam Định edu vn gạch chéo dạy học trực tuyến. Cô chúc các em ôn tập tốt và đạt kết quả cao trong các kỳ thi. Chào tạm biệt các em.